Chị ơi, chị ơi. Mày đi đâu mà bây giờ mới về hả? Chị ơi, chị cứu em với. Làm sao? Thế tóm lại là có chuyện gì? Em có chuyện gì thì mày nói thẳng ra đi. Làm sao mà cứ như là gà mắc phải tóc thế? Mày đừng có bảo với tao là mày nợ nần cái bọn giang hồ mất dạy kia nữa nhá. Em đâm chết người rồi chị ạ. Chị ơi, em không cố ý, em sai rồi, nhưng mà em không hề cố ý. Chị ơi, chị cứu em không muốn đi tù đâu. Mày đùa tao đúng không? Mày đi đứng kiểu gì mà mày đâm chết người ta hả? Chị ơi, em không đùa, em nói thật, chết em thật rồi. Em sợ lắm, em không nhớ gì nữa. Chị ơi, chị cứu em. Bây giờ mày tông chết người rồi, mày bảo tao phải cứu mày kiểu gì bây giờ hả? Chị ơi, em không cố ý. Nhưng mà chị đừng lo, ở đây không có ai hết. Tạo nghiệt quá rồi đấy. Bây giờ mày bảo tao phải làm thế nào bây giờ hả? Mày giết tao luôn đi. Mày nói cho tao nghe, rốt cuộc ở lúc này có ai nhìn thấy không hả? Không có ai cả. Đoạn đường này rất là tối, lại vắng nữa. Nhưng mà chỉ là... Chị cái gì? Mày nói cho tao nghe xem nào. Mày còn làm những cái gì nữa hả? Chỉ là lúc đấy em rối quá, em phanh gấp, để lại vệt bánh xe, với cả là rơi một ít đồ. Ở đấy có camera không? Em cũng không chắc nữa. Huy ơi là Huy, tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi là mày phải sống đàng hoàng tử tế cơ mà. Bình thường mày ăn chơi, tao đã không nói gì mày rồi. Bây giờ mày còn giết người nữa. Mày bảo tao phải sống kiểu gì hả Huy à? Mày muốn tao chết đúng không? Huy ơi, chị cứu em. Chị cứu em. Em không muốn đi tù đâu. Alo, anh Tân à? Anh à, muộn rồi, em gọi anh có việc gì không? Sáng ngày mai anh có ở nhà không? Anh có rảnh không? Em có chuyện muốn nhờ anh. Dạ vâng ạ. Kể từ ngày mà em lên làm sếp ấy, thật anh khó khăn lắm mới gặp được em. Có khi anh phải đặt lịch thường xuyên với thư ký của em mới được. Em uống nước đi. Tân này, ngày hôm nay em đến đây không phải là để hẹn hò. Em có chuyện cần nhờ anh giúp. Chuyện ở công ty hả em? Chuyện của thằng Huy. Thằng Huy làm sao? Nói anh nghe. Nhưng mà anh hứa đi, anh nhất định là phải giúp nó nhá. Được rồi, em cứ nói đi. Dù sao anh là luật sư mà. Những cái chuyện gì mà liên quan đến pháp lý ấy, giúp được, anh sẽ giúp. Chẳng nhẽ anh lại không giúp được thằng Huy với cái chuyện gọt con đấy. Nhưng mà đây không phải là chuyện nhỏ. Nếu như mà chuyện nhỏ ấy thì em đã không phải đến tận đây rồi. Thế rốt cuộc là thằng Huy gây ra chuyện gì? Thằng Huy nó gây tai nạn chết người rồi. Bây giờ em cũng không biết thân nhân của người ta như thế nào cả. Nhưng mà chuyện này mà lộ ra ngoài chắc chắn là nó sẽ bị kiện. Anh Tân, anh xin có cách nào giúp cho nó thoát tội được không? Anh giúp nó nhá. Chuyện này nó là em trai của em mà. Chẳng lẽ anh không giúp nó sao? Chuyện này anh không thể làm được. Tại sao cơ chứ? Rõ ràng là anh rất giỏi cơ mà. Linh à, chuyện này liên quan đến tính mạng con người đấy. Nhưng mà nó liên quan đến em trai của em, là người thân duy nhất của em. Biết rồi cơ mà, gia đình em chỉ có mỗi hai chị em nương tựa lẫn nhau. Em
em nuôi nó từ bé đến lớn. Chẳng lẽ em lại đứng trơ mắt ở đấy nhìn nó như thế à? Anh thấy anh thực sự là không thể giúp được sao? Anh không thể nào mà làm việc mà trái với lương tâm của mình được. Linh, anh khuyên em nè. Thôi, được rồi. Nếu như mà anh đã quyết định như thế thì chúng mình chia tay đi. Linh! Linh à! Là chỗ này à? Được rồi, để chị gọi người tới. Anh! Anh biết ngay, thế nào hai chị em tới hiện trường để xóa bỏ chứng cứ. Thế nên từ sớm, anh đã đi theo hai chị em. Anh không giúp được thì thôi, đừng có mà làm kỳ đà cản mũi. Linh à, em hãy tỉnh táo lại đi. Chuyện này liên quan đến tính mạng của một con người, chứ không phải là chuyện đùa đâu. Thì làm sao? Em dư sức có thể lo được vụ này chìm xuống mà không cần anh giúp. Anh Tân, đây là chuyện riêng của chị em. Anh đừng có mà xen vào. Vậy tôi lấy tư cách là luật sư của gia đình người bị hại để nói chuyện với cậu ấy. Anh muốn lo chuyện bao đồng thì đi ra chỗ khác mà lo. Đừng có mà cố tình ở đây gây sự nữa. Ai mới là gây sự chứ? Em nghĩ em bao che cho nó là tốt à? Em làm như vậy, em không cảm thấy cắn rứt lương tâm hay sao? Tại sao tôi lại phải cắn rứt lương tâm? Tôi đang bảo vệ em trai của mình cơ mà. Được rồi. Vậy thì bây giờ hai chị em đi cùng anh tới một nơi. Nếu như từ đó hai chị em vẫn nhất quyết giữ quan điểm thì anh sẽ không cản nữa. Long về à con? Sao bây giờ con mới về? Con ăn chưa? Có đói không? Bà ơi. Đứa nào đây? Lại đây bà xem nào. À, là cháu gái ở bên xã đến để trợ cấp cho nhà bà đúng không? Thằng Long nhà bà ấy xin được việc làm rồi, không phải trợ cấp cho nhà bà nữa đâu. Cứ để dành phần cho nhà người khác nhá. Dạ bác ơi, chúng cháu qua thăm bác đây ạ. Bà biết rồi, thảo quá. Mà mấy đứa có biết thằng Long nhà bà đi đâu không? Nó đi từ hôm qua đến giờ chưa thấy về. Bà là mẹ của Long ạ? Thằng Long nó mồ côi từ bé. Bà thấy thương tình nên dẫn nó về nuôi. Tội lắm cháu ạ. Cháu cũng mồ côi ạ. Chị ơi, cháu mồ côi à? Nào, đến đi bà thương. Mồ côi về đây với bà. Đứa nào mồ côi bà cũng coi là con của bà hết. Nín bà thương nhá. Cháu xin lỗi. Cháu có lỗi với bà. Anh ơi, Em không dám đối diện với bà ấy. Trời ơi em. Huy, bình tĩnh nghe anh nói đã. Bố anh mất cũng do tai nạn giao thông. Thế cho nên anh rất hiểu nỗi lòng của người lại. Hơn nữa, anh không muốn bà suốt ngày phải chờ đợi trong vô vọng. Và anh cả không muốn em phải ân hận suốt đời. Bà ơi, là cháu. Cháu đã hại chết anh Long rồi, cháu đã hại chết anh ấy. Cháu sẽ ra đầu thú. Bà tha thứ cho cháu. Bà ơi, là cháu có tội. Cháu sẽ đền tội. Cháu chỉ mong là bà tha lỗi cho cháu thôi bà ơi. Long ơi, sao con lại bỏ mẹ đi hả Long ơi? Bà ơi, cháu xin lỗi, cháu là người có tội ạ. Mới ngày nào ấy, thằng Long nó về đây này, nó còn bé tí.
gầy gò bẩn thỉu. Thoáng cái nó đã lớn rồi. Nó bảo với bà ấy, bà ơi, con kiếm được việc làm rồi, con sẽ báo hiếu bà, rồi con lấy vợ về để chăm lo cho bà. Vậy mà bây giờ, bà ơi, cháu xin lỗi bà. Sao thằng Long nó lại vấn số như thế? Sao đời tôi lại khổ thế này hả ông trời? Cháu có biết không, đêm qua ấy, bà nằm mơ thấy thằng Long nó về, nó bảo là mẹ ơi, con chào mẹ, con đi nhá. Ai ngờ đấy lại là nó chào từ biệt thôi. Bà ơi, cháu biết là cháu có tội. Bà muốn đánh, muốn mắng cháu như thế nào cũng chịu được ạ. Cháu là người có tội. Thôi, đừng. Cháu đừng làm thế. Xảy ra cơ sự này, cháu là người có tội nhất. Là cháu không biết dạy em. Bà muốn đánh, muốn mắng cháu như thế nào cũng được ạ. Đó cũng là cái số rồi. Nó sang thế giới bên kia ấy, hy vọng là kiếp sau nó sẽ được sướng hơn kiếp này. Bà ơi, là do em trai cháu hại anh Long, vậy nên cháu xin phép được lo việc hậu sự cho anh ấy. Còn việc đáp nghĩa với bà, cháu xin phép, cháu sẽ làm thay ạ. Bà cho phép cháu gọi bà là mẹ được không ạ? Bà cảm ơn cháu. Yeah.